vũ điệu. Chưa có ra vũ điệu hả? Vậy là chị về cùng một đội với em luôn nha. Đúng không? Trong cái chương trình này nó thiệt với quý vị nha, MC Đại Nghĩa cũng như là giám khảo Việt Hương là cái cặp đôi mà nhảy xấu banh nóc, xấu hết so với tất cả những sao người vậy? Có mặt trong chương trình sao này nha chị. Vậy? Em hứa với quý vị trước vòng chung kết em với Đại Nghĩa sẽ nhảy một bài. Thiệt không? Ừ. Thật không? Thật không? Hai đứa phải nhảy rồi trà lớp. Chị nói chị nha con. Chị nhảy em chậm. Nha, em dụng vòng chậm. Dụng chứ chị trà chị lắm. Em đồng ý với chị. Chị Việt Hương đã đưa ra một cái đề nghị, nhưng mà cái đề nghị này đã bỏ ngỏ chỉ là nhảy thôi. Dạ. Mình ra mình có quyền mình nhảy dây. Đúng rồi. Mình nhảy cò cò. Nhảy cò cò. Cũng được không chị? Nhảy sào. Đó. Nhảy sào. Có nghĩa là hai đứa em trước chung kết sẽ nhảy một bài. Dạ. Mà quan trọng nữa, vui lòng cận vô hai cái chân. Tại sao nhảy chuyên nghiệp mà mang đôi dép đi chợ? Chị. Không chịu. Mà no. Trong khi bắt tôi mang giày rất cao để nhảy. Đúng. Nghe chị giải thích hai nè. Điểm anh ơi. No, với mong muốn là em tỏa sáng từ ngay từ đầu cho nên em đã sửa soạn tỏa sáng từ đôi chân của em. Nhưng mà giờ cho hỏi nào, em gắn đây mình vào chân đó chị. Nhưng mà giờ cho hỏi nha, cái này là chuyên nghiệp là phải có quay hậu phía sau hay là không cần quay hậu? Dạ không cần, với thi cái gì cũng chơi hết. Để cho bé nhã ngắn thì nhã ngắn thôi, không sao, nếu không có vậy. Hương chơi có hậu luôn hả? Không quay hậu, Hương chơi có. Rồi Hương cho nhạc nha. Thi giày nào cũng được đúng không?